từng nắm giữ 90% thị phần vàng miếng tại Việt Nam. Để bắt kịp xu hướng thị trường, một bước ngoặt trong chiến lược kinh doanh đã được thực hiện. Chuyển đổi sản xuất từ vàng miếng sang nữ trang, đầu tư công nghệ, hoàn thiện mạng lưới phân phối, xây dựng tầm nhìn chiến lược, liên tục giữ vững vị thế và có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam nhiều năm liền. Từ đây, tạo bệ phóng để SGC tự tin với mục tiêu dẫn đầu ngành kim hoàn nội địa và vươn tầm khu vực. Bước ngoặt của doanh nghiệp chính là thời điểm xí nghiệp nữ trang SGC Tân Thuận đi vào hoạt động. Với diện tích 4.500m² và vốn đầu tư 132 tỷ đồng, mỗi năm nơi này có thể sản xuất từ 350.000 đến 500.000 sản phẩm nữ trang. Khả năng cung ứng ra thị trường thậm chí gần gấp đôi với 800.000 sản phẩm. Chính việc nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm là bước đi đầu tiên trong chiến lược chinh phục thị trường vàng nữ trang. Cái điều thử thách đối với chúng tôi đó là khi mà hoạt động kinh doanh về nữ trang thì làm như thế nào khách hàng cũng sẽ nhận biết và yêu quý và tin dùng món nữ trang, những cái thiết kế của chúng tôi ra. Thì như vậy muốn làm được điều đó đó thì cái yếu tố con người là một cái yếu tố quyết định và quan trọng. Sự đoàn kết nhất trí và cái sự sáng tạo không những về máy móc thiết bị và sự sáng tạo về thiết kế mẫu. Và song song với cái chuyện đó là cái dịch vụ phục vụ khách hàng. Bước tiếp theo để hoàn thiện chiến lược, doanh nghiệp đã đẩy mạnh đầu tư thêm dây chuyền máy móc hiện đại, mua thêm máy phân kim, máy dập. Nhờ đó, đáp ứng yêu cầu sản xuất, các chi tiết cần sự tinh xảo của sản phẩm nữ trang. Bên cạnh ứng dụng công nghệ mới, đơn vị còn tập trung cải tiến mẫu mã, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Các sản phẩm nữ trang cao cấp được làm thủ công, kết hợp tinh tế giữa vàng và đá quý thiên nhiên, kim cương, ruby, sapphire. Nhiều mẫu mã đa dạng và thứ hai nữa là cái giá tiền nó phù hợp với túi tiền của tôi. Tôi có thể mua sắm tặng người thân hoặc là mua tự thưởng cho bản thân mình. Mình rất là an tâm về chất lượng cũng như mẫu mã thì đa dạng. Còn mình thích nhất ở đây là hệ thống của SC thì trải dài cả nước. Nên là mình muốn thu đổi, bảo hành ở đâu thì đều dễ dàng. Sự hài lòng và tin tưởng của người tiêu dùng là bảo chứng quan trọng cho cam kết chất lượng, đồng thời khẳng định uy tín của doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Cũng nhờ thương hiệu quốc gia trong 12 năm liền mình đạt thì cái đấy cũng là một cái tiêu chuẩn mình vững tin để tiếp tục phục vụ khách hàng ở trong nước cũng như mình vững tin để làm việc với các đối tác quốc tế. Trong chiến lược dài hạn, SGC chú trọng mở rộng thị trường nội địa theo hai mảng riêng biệt: mảng bán lẻ gắn với các cửa hàng nữ trang cao cấp, mảng bán sỉ cung cấp nữ trang đúng tuổi chất lượng cao thông qua các đại lý. Hiện tại đơn vị đang sở hữu hệ thống phân phối hơn 200 cửa hàng và 43 đại lý chính thức, mở rộng kinh doanh với 3.000 cửa hàng liên kết bán lẻ toàn quốc. Từ bước ngoặt 10 năm trước, SGC vẫn đang nỗ lực với hành trình đổi mới và cam kết chất lượng. Đây là những tiêu chí quan trọng để đánh giá một doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia. Chính vì nhận thức đó, doanh nghiệp càng nỗ lực bền bỉ để khẳng định vị thế tiên phong của một đơn vị kim hoàn có bề dày phát triển. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.